Hay và chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình. Thì mình là Siêu Cá đây, và ngày hôm nay mình có một cái series mới, đó chính là thử thách cố gắng sinh tồn và sống sót. Thì lần đầu tiên thì mình sẽ thử thách cho mình là zombie ha, thử thách và sinh tồn và sống sót khỏi cái thành phố zombie này và hoàn thành nhiệm vụ. Ok, nếu các bạn muốn mình thử thách mình cái gì đó thì có thể bình luận phía dưới nha. Ui, 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 ui. Ok. Ô, anh hãy mở rương qua và đem cái món trong rương ấy đến chỗ bác tiến sĩ đứng trên tòa nhà. Anh hãy giao và để đặt trong rương. Vậy là anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Trong rương thì tôi có trang bị rất nhiều súng đạn dược cho anh. Hy vọng anh đến đó một cách an toàn nhất có thể. Tôi có nhiều thức ăn cho anh phục hồi sức khỏe rất là nhanh chóng. Thôi, chào anh. Bây giờ anh bắt đầu làm nhiệm vụ được rồi đó. Ok, sau khi mà mình đã nhận nhiệm vụ xong thì mình đã bắt đầu được dịch chuyển tới đây. Và bây giờ chúng ta sẽ lên đường đi đến cái chỗ kia ha các bạn. Ok, giờ trong rương có súng nè. Khẩu AK, một khẩu súng shotgun và một khẩu súng lục và một số băng đạn. Ok, ở đây có thức ăn nè và một bộ đồ. Ok, mình sẽ mặc vào rồi để thức ăn ở dưới này. Không, mình sẽ chuyển súng sang đây hết rồi, sau đó thì đến thức ăn. Ok, bạn nào fan chân chính của mình á thì sẽ biết đây là cái bệ map gì ha. Ok, mình gỡ cái nón ở đây, tại vì gắn cái nón vào nó khó, không có thấy mấy cái thanh ở dưới. Và đây các bạn có thể thấy zombie nó đang ở dưới chân mình rất là đông, nó đang dưới cái cột này nè. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lên đường thôi. Giờ nạp đạn đầy đủ cái nào. Rồi mình nạp tất cả các cây súng của mình luôn. Giờ mình thử bắn một vài con xem. Ủa sao kìa. Ok. Ôi, súng nó bắn đã lắm các bạn ơi. Súng AK. Hết đạn rồi. Ui trời ơi, đông lắm các bạn. Mình phải xử hết cái lũ này để mà mình đi lại đằng kia. Ok. Ôi nhưng mà sao mình không thấy cái cục gì ta. Chắc là đem để tí nữa đi xem trên đường có gì không mình nhặt. Bây giờ nó mua như vậy đông, làm sao mà mình di chuyển qua bên kia đây. À, hình như là bắt kho các bạn ơi. Hui. Ui, cái này mà rớt xuống một cái là đi đời đấy. Mình thử bắn một vài khẩu súng lục xem sao. Shotgun nè. Shotgun là một phát là chết hết luôn các bạn. Một phát là chết một con. Xử hết cái đám này luôn. À, thì nó đang bu cái thằng dân làng này. Ý, ôi chạy. Không xong rồi, không xong rồi. Đợt. Đợt mà. Leo lên, leo lên, leo lên, leo lên. Ăn táo ngay. Ui, đông quá các bạn ơi. Ok, toàn là những cái con zombie con không à. Ôi, đã hết đạn rồi. Chết mồ, mình vào đường cùng ơi. Ok, mình sẽ leo lên trên này. Ôi đệt. Rồi ok, ổn rồi. Trời ơi, quá trời đông zombie rồi. Giờ mình phải tìm cách đi qua bên cái cầu bên kia. Nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên, lẹ. Rồi ok, trở về cái hướng lúc nãy đi. Chứ này mình đi bị lạc vào cái nhà tù rồi. Đập đèn vào thôi. Ok, xử hết cái lũ này mới được, quá đông rồi. Trời mưa nữa. Đá vàng vào. Ôi nó lên tới trên này. Đờ mờ mày. Thì các bạn có thể đặt thử thách đằng sau con gì ha, để mình chạy cái đợt đậu xanh. Ok, mình sẽ leo lên cái này. Mình sẽ quay vào đây. Ok. Thôi, cuối cùng mình cũng thoát được rồi. Giờ phải xử hết cái lũ này, đừng cho nó leo lên theo mình. Mình mới có thể đi lại đằng cái
chỗ nhận nhiệm vụ của mình. Ok, mình sẽ lấy shotgun ra xử luôn. Mấy tội mặc giáp bắn á thì hai viên nó mới chết. Ok, cứ bu vào đông đi, anh sẽ giết sạch. Ok, lần này mình chỉ leo mình xuống mình giết luôn nè. Ui, ok, xuống giết luôn, mình sẽ giết sạch hết. Shotgun quá mạnh. Rồi, hình như là còn vài thằng. Ui địch. Thằng, mày. Nếu mấy khẩu này hơi bị yếu thôi các bạn. Giờ đây, lại đây cô. Rồi, coi như là dưới này mình đã xử xong rồi. Không biết trên cầu có nhiều bọn thêm ma như vậy không. Ok, khẩu này nạp đạn hơi bị lâu. Mình sử dụng shotgun ha. Đây có giày nè, giày của bọn thầy ma. Rồi được rồi, thì bạn nào đón được cái map này thì có thể bình luận phía dưới à. Chắc những bạn fan chân chính xem mình lâu mới biết, có thể biết được cái map này là cái map gì. Ok, giờ chúng ta đi lên trên thôi. Ok, và bây giờ thì chúng ta tiếp tục đi lên qua cái cầu. Và mình thấy là mình chưa lên nữa là mình thấy bọn thay ma nó chặn đường mình hết rồi. Là hết đạn nữa. Bọn này nó khôn lắm, nó không có đi xuống dưới cầu đâu các bạn. Ok, mình sẽ lấy shotgun qua xử. Oh my god, đông vậy. Ok, xử hết lũ này luôn. Oh, phía dưới nó kìa các bạn à. Mình đưa nó đang tìm cái đường đi lên á. Ok, mình nạp đạn xong mình bay qua luôn. Ui, chúng ta phải... Ê, trên đây có cái rừng, rồi mình lên thủ luôn. Quá trời đông zombie rồi các bạn ơi. Wow. Ok, giống như bộ phim The Walking Dead vậy đó. Chúng ta phải sinh tồn ở trong cái chỗ này đầy rẫy zombie. Zombie, cưỡi gà. Ơi, nó định leo lên à. Ok, xử hết rồi. Thì đường của chúng ta vẫn còn dài lắm, không biết phía trước có nhiều như vậy không. Chứ mình thấy là mình mới lên cầu mà tụi nó chặn đường như vậy là không xong rồi. Mình sợ mấy cái thằng ở đằng xa kia luôn. Ok, chưa nạp đạn, hết đạn luôn rồi. Ok, sắp hết đạn rồi. Súng AK của mình sắp hết đạn rồi. Còn chút thời gian mình sẽ xử hết mấy cái thằng này. Mấy cái thằng. Ui, nó cũng khá là trâu ha các bạn. Nãy mình mới lấy. Ồ, mình lấy trong rương có cục gì màu xanh xanh mà. Ok, mấy cái hết đạn thì mình sẽ bỏ qua đây. Rồi, ok. Chúng ta đi lên đường này, nạp đạn đầy đủ rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục đi qua cái cầu đó. Thì đờ mà. Ui, sao trong đây. Đâu mà có chuyện gì trong đây nè. À, chỗ này chỗ sản sinh ra zombie các bạn ơi. Ok, à nó xuất hiện nữa kìa. Mày. Ok. Rồi. Được chưa? Ui, có cái lồng. Đập bỏ cái lồng ngay. Không, thôi mình bắn bỏ đi. Ok, và đạn shotgun của mình nó hết. Ui, what the fuck. Nó lại sản sinh ra nữa kìa. Ôi, hết đạn rồi. Xong rồi, xong đời mình rồi. Mày. Mình phải tìm cách gì đó để mà ngăn chặn cái chỗ này lại. Nó mặc giáp á. Máu nó rất là trâu. Mình không thể nào mà. Nếu mà cứ cái đà này mình sẽ hết đạn. Và mình sẽ không thể nào mà đi đến cái địa điểm nhiệm vụ được. Lòng không bể rồi. Vậy là chúng ta phải đập thôi. Ok. Ui. Ơi, chạy nhanh không thôi bị lây nhiễm á. Ok. Cút ra, thôi mình chạy luôn đi. Mình bỏ qua cái chỗ này đi. Hy vọng là bên bển không có zombie. Rồi, ok. Giờ thì chúng ta nạp đầy đủ đạn rồi, chúng ta sẽ đi đến cái cây cầu đằng kia. Và mình đã thấy một cái rương rồi ha. Hy vọng ở đó có đạn. Như chỗ này để mình parkour lên nè.
tránh lũ zombie. Ui 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 ui, chỗ này mà các bạn không cẩn thận là các bạn sẽ bị đi đời ngay á. À cái khu này cũng, what the fuck, các bạn có thể thấy đằng kia và đằng này chúng rất là đông luôn. Không xong rồi, mình phải đến ngay cái cây cầu đằng kia, leo lên đó và mình lấy xem cái rừng trong đó có đạn không. Ok, mình xử hết, mình xả đạn hết chỗ này rồi đi thôi, mình còn dư đạn của súng lục mà. Ok ok ok, nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Ô đại sụt đun mà, ô có TNT, có thuốc nổ các bạn ơi. Ờ mình phải leo lên nhanh thôi, lên cầu nhanh. Bọn chúng kéo tới rồi. Ui tụi nó đông quá, tụi nó toàn những cái thằng mặc giáp không à, một thằng để xuống sông. Ok vì mình vẫn xuống sông luôn các bạn. Ờ mình sẽ đi đường này luôn, sẽ đi leo lên cao nó tránh nguy hiểm. À à thì ra địa điểm nhiệm vụ là ở đó. Ok vậy là chỉ còn có vài thằng thôi, xử nhanh nhanh gọn lẹ luôn mấy cái thằng này. Mình sẽ đặt TNT nổ cái khu này và mình sẽ chạy xuống rồi thôi, xong rồi. Ok mình sẽ chạy thôi. Ok mình nổ ngay cái ổ của bọn chúng vậy á, nhưng mà nó kéo ra đông quá các bạn ơi, chết rồi. Giờ mình phải thủ cả hai đường luôn. Ok ok ok, mình sử dụng nó quanh đây thôi để mà mình tìm cách đi qua bên kia. Qua đây nào mấy nhóc, quá đông rồi. Mình không ngờ được cái map này nó sản sinh ra rất là đông zombie. Ô đợt mình phải kịp đến nó ngay trước khi trời sáng, không thôi mình sẽ bị mất mạng quá. Lúc nãy thì mình cho nổ TNT đã chết được một con nữa rồi, giờ chỉ còn một ít thôi. Bây giờ mình sẽ lừa mình xuống luôn. Ok ngon rồi, còn thằng nào nữa không, ra đây hết. Ôi thằng kia là mồi nhử của bọn thay ma các bạn ơi. Ok giết giết heo luôn. Ui nó cầm gạch kìa, mấy cái thằng quỷ này cầm gạch lại giết mình rồi. Cái lồng, cái lồng không thể nào mà mình phá vỡ được cái lồng bằng súng thường được. Shotgun thì cũng sắp hết đạn rồi. Ô mặt trời nó đã lú lên rồi các bạn, vậy là trời nó đã sáng rồi. Thôi mình đi vào đây mình lắp đưa cái cục này cho ông tiến sĩ thằng này nè. Ôi ơi ơi, mình vẫn nghe tiếng zombie ở đâu đó. Mình đưa cho ông này là như vậy là mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ok đi thôi. Đây cục này đây, hình như cục này là cái liều thuốc để trị đại dịch gì đó. Hy vọng là ông này trị được cái loại bệnh này và giúp cho thế giới trở nên bình yên hơn. Không thôi mất công mình phải đi làm nhiệm vụ như thế này nữa. Ok đi thôi. Ở đây hình như có cái rương mình phải bỏ vào đây thì phải á. Ui ui ui, vẫn còn spawn ra zombie à. Trời đã lên tới đằng kia mà. Chiến sĩ gì đây, sweet dad. Súng này ngắm rất là chuẩn thôi các bạn. Rồi ok, chúng ta không dày dòng nữa, để vào thôi. Ô cảm ơn cậu đã tới kịp thời, không thôi thì chúng tôi cũng không biết làm sao nữa. Tôi đã đứng đây có ngày chờ để đợi cậu đem cái liều thuốc này đến, và tôi không đợi, không ổn cái lòng mong đợi của tôi. Ôi bây giờ thì cậu hãy quay về đi, vì liều thuốc này đối với tôi thì rất là đơn giản, tôi sẽ giúp nó trở lại bình thường và thế giới sẽ trở lại bình thường như cũ. Sau này thì bọn zombie nó chúng sẽ không có xuất hiện nữa. Chúng tôi đã làm phiền cậu rồi, cảm ơn cậu một lần nữa vì anh hùng. Yeah, và như vậy là mình đã hoàn thành cái nhiệm vụ và giải cứu cái thế giới khỏi cái đại dịch zombie này. Và trong cái thành phố này mình đã cố gắng sinh tồn được. Yeah, thì cảm ơn các bạn đã xem clip này. Nếu mà các bạn có cái thử thách gì đặt cho mình á, là thành phố nhện hay là con những cái con gì đó quái vật, thì mình sẽ đáp ứng thử thách của các bạn à. Còn đây là cái thử thách cho mình vừa mới nghĩ ra luôn. Thì bạn nào nhìn cái map này khá là quen á, thì có thể để lại bình luận phía dưới, chắc chắn sẽ ít, rất ít người biết về cái map này. Ok cảm ơn các bạn đã xem clip này, và nếu các bạn thấy hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like.
và đừng quên ấn nút chia sẻ để ủng hộ kênh mình nha. Rồi bye, chúc các bạn một ngày tốt lành.